Con nghe một số vị sư nói rằng các vị sư Nam Tông còn ăn thịt chúng sanh, mất đi lòng từ bi như thế có đúng không ạ? Sư xin trích dẫn một cái đoạn ở trong kinh cũng như ở trong luật. Có nói một cái đoạn như thế này. Đừng có phỉ báng Thế Tôn, bởi vì phỉ báng Thế Tôn là không có tốt. Ai có học luật á, luật tỳ kheo, thì sẽ không có đưa ra cái câu hỏi như vậy. Bởi vì trong luật tỳ kheo có nói rất là rõ cái chuyện là những trường hợp nào chư tăng không được ăn thịt, những trường hợp nào được ăn thịt, những trường hợp nào ăn là ăn cái gì, ăn cái loại thịt gì và không ăn cái loại thịt gì, có hết, có hết. Rồi những trường hợp mà có nhắc đến cái chuyện là cúng dường thịt đều có hết. Mà cái người nói phát biểu như vậy chứng tỏ vì đó không có học luật. Mà nếu như đó là cái lời nhận xét từ một vị sư, một vị thọ tỳ kheo mà lại không học cái luật tỳ kheo thì sư e là phải xét lại. Một vị tỳ kheo không học luật tỳ kheo thì phải xét lại. Bởi vì khi vị đó không học luật tỳ kheo ấy, vị đó có phạm những cái giới nào vị đó cũng không biết. Rồi có những giới nó mang tính chất cộng dồn, mà nếu như anh phạm đến một cái mức độ nào đó anh không còn là tỳ kheo nữa vì đó không biết. Rồi có những khi mà vì đó phạm bất cộng trụ vì đó cũng không biết, rồi vì đó cũng không biết sám hối, thì cái đó phải coi lại. Còn một vị mà có thuộc hoặc có học luật ấy, hoặc là có xem qua luật tỳ kheo thì chắc chắn sẽ không phát biểu như vậy. Tại sao mà sư nhắc đến cái luật tỳ kheo? Bởi vì khi quý vị học luật của tỳ kheo á, quý vị sẽ phát hiện ra một điều như thế này. Đức Phật ngài đâu có ăn chay. Đức Phật ngài vẫn ăn thịt cá. Ngài Xá Lợi Phất ngài vẫn ăn thịt cá. Ngài Mục Kiền Liên ngài vẫn ăn thịt cá. Ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài Phú Lâu Na, ngài Kiếp Tân Na, ngài tất cả những cái vị thánh tăng đều ăn thịt cá, không có vị nào ăn chay chứ. Không tin mở kinh mở luật ra coi. Chỉ có nếu mà đọc luật nha, đọc luật nhiều cho nhiều nhiều vị nhột, nhưng mà nhột là do mình thiếu hiểu biết. Chỉ có Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật là từ giờ trở đi là chư tỳ kheo không được ăn thịt cá. Ai học luật nói sư nói coi giùm sư, sư nói chỗ này đúng hay sai. Và Đức Phật đã bác bỏ. Đấy. Thành ra đó Phật cái chuyện mà Phật không có làm, mà ai cái người mà đề xướng cái chuyện đó là Phật cấm, thì mình dựa vào cái gì mình nói là cái người ăn thịt cá như vậy là không có lòng từ bi. Mà mình nếu sư không có nói cái chuyện ăn đó là nó đúng hay nó sai. Bởi vì có nhiều vị thì vẫn ăn rau củ, mà bản thân sư thì mặc dù sư không thích nhưng mà sư biết là điều kiện sức khỏe, cho sức khỏe thì vẫn nên ăn nhiều rau củ, bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Thì bản thân sư cũng ăn nhiều rau củ. Nhưng mà cái chuyện đó không thể phủ nhận một chuyện, đó là Đức Phật đã dạy cái gì. Mà mình bây giờ mình nói như vậy thì hóa ra là mình đang phỉ báng ngài hay sao? Đấy. Thành ra đó
Nếu như mà nói một cách chân thành thì mình phải nói là không có nên phỉ báng Thế Tôn, bởi vì phỉ báng Thế Tôn không có tốt. Phật ngài cũng ăn thịt cá mà mình nói như vậy, không lẽ bây giờ ngài không có từ bi hay sao? Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài Cú Lâu Na, rồi ngài Li Bà Ta, ngài Rê Bát Tát, các ngài cũng cũng ăn cá thịt, không lẽ các ngài không có lòng từ bi? Như vậy là mình phỉ báng Thế Tôn và mình phỉ báng luôn cả những bậc thánh. Cái này nghiệp lớn, nghiệp lớn, cẩn thận cái chuyện này. Thành ra những cái vị nào muốn ăn cái gì thì quý vị cứ ăn nha. Đâu có ai ép ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép ăn. Muốn ăn cái gì thì cứ ăn, cái vấn đề là mình nên ăn đúng chánh pháp. Muốn phát triển tâm từ thì mình cứ phát triển tâm từ. Đối với những vị mà đã thực hành tâm từ, các vị đó sẽ nhận thấy là cái chuyện ăn uống và cái chuyện thực hành tâm từ nó không dính dáng gì tới nhau. Anh muốn ăn cái gì anh ăn, anh thực hành tâm từ nó vẫn bình thường. Thậm chí sư nói đó, khi ăn thịt vẫn càng phát triển tâm từ hơn những cái khác. Tin không? Ở chỗ nào? Giả sử ha, giả sử ha, khi mà tôi nhìn vào một cái con tôm chết, tôm chết ở trong cái bát, suy nghĩ là chúng sanh thiếu phước cho nên mới sanh vào những cái loài sa đọa, mà khi sanh vào những loài sa đọa như vậy đó, phải chịu lấy cái nghiệp của mình để rồi bị đánh bắt, bị sát hại. Và cái vị tỳ kheo ấy, khi mà ăn dù bất kỳ một cái muỗng thực phẩm nào, dù đó là rau cải hay là một cái bát cháo thiêu, thì đều quán tưởng rằng đây giống như là người mẹ ở trên sa mạc bất đắc dĩ lắm thì mới phải ăn xác cái đứa con ruột của mình. Nó không có gì đáng để yêu thương, không có gì đáng để mà thích thú. Biết quán tưởng như vậy, mục đích mà mình ăn chỉ để duy trì cái sinh mạng thôi. Từ cái đó, cái lòng bi mẫn nó khởi lên. Khi nghĩ về cái nghiệp của cái con tôm ở trong cái bát và nghĩ đến cái sự nỗ lực của mình, nếu như mà mình không có sự tinh tấn thì rồi mình cũng sẽ là cái con tôm ở trong cái bát của ai đó thôi. Một vị tỳ kheo khi mà vị đó tu thì vị đó có nhiều cách để phát triển cái năng lực về giới, về định và về tuệ. Còn một vị mà chỉ biết lý luận suông thì có những cái vị đó không có ngờ tới được. Thành ra sư chỉ chỉ nhắc nhẹ thôi, chỉ nhắc nhẹ thôi.